Xin chào các bạn, tới hạn lại lên nha. Hôm nay mình lại tiếp tục mình lập hộp nha. Đây, hôm nay ôi trời. Cái bàn bữa mình mới mua nó cũng không biết làm sao á, nó cũng nhỏ xíu không để được hết cái đống đồ hôm nay. Thì hôm nay mở hộp nhỏ trước. Hôm nay mình đập hộp 4 kg nha. Cái gì đây? Mình để ngược tùm lum. Trời ơi. Tại vì người gửi là đồ gia dụng Việt Nam ở Hà Nội và chỉ có 69.800 như 70 đi các bạn. Thì để rồi mình mua mở cái gì ra nha. Đây. Các bạn đã nghe tiếng hú quen thuộc đúng không? Thì thằng bé đó là ở nhà đó các bạn. Mỗi lần mình quay clip á, nó ngồi im ru à. Mỗi lần nó thấy mình quay clip á là bắt đầu nó lên tiếng á. Thì nó cũng còn nhỏ các bạn ơi, nó cũng khóa được vô clip lắm á, nhưng mà đa số cái clip cái trẻ con bây giờ là có quyền của trẻ con gì đó, thì mình cũng không rành cái này lắm, cho nên tốt nhất là thôi thì mình cho nó hú vậy thôi à, chứ không có cho nó vô. Đây thì cái này là cái cục sạc mình mua trên Lazada các bạn, ở đồ gia dụng Việt á. Hôm đó bữa Thành thấy đang sale các bạn. Đây cái cục sạc này là 10 mAh mà có nói chung là free ship luôn á, 70 ngàn thôi các bạn. Đó. Đây, cục sạc dễ thương chưa nè. Đó, quá dễ thương luôn. Hôm nay mình zoom to để có thể dễ nhìn nha. Một thời gian rồi mình cũng chưa đập hộp tại vì cũng có nhiều nhà cũng có việc bận đó các bạn. Tới Tết rồi, ai chẳng có bận. Trời ơi, tới Tết là lu bu dữ lắm á. Chỉ trong 3 ngày Tết là thảnh thơi nhất á. Nhưng mà lúc đó mình lại bận cái việc khác. Bận đi chúc Tết nè, bận ăn uống nè, bận hội họp nè. Đây, mới bóc siêu em đó ra. Rồi ôi đẹp quá các bạn. Đó, 10 mAh bây giờ. Nhưng mà để coi hiệu gì, hiệu cũng chả biết nữa. Nó để vậy thôi à. Đó, thì nó dùng có một cái cọ cáp sạc rồi một cái này. Thì để mình cũng không biết người ta ghi số liệu gì mà không biết có đúng hay không nữa. Nhiều khi số liệu đằng mà dung lượng pin nẻo đâu biết được. Còn cái này á, đây là giao hàng tiết kiệm nè, nhưng mà hôm nay ảnh không tiết kiệm nữa mà ảnh hên ghê, ảnh có cái shop nè, Men Chung 1987 ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái này là cái miếng lót sàn các bạn. Cái miếng mình có cái sàn cống á, cái phễu sàn thoát nước ở trong toilet đó các bạn. Đó, thường hay bị tóc nè, rồi là những cái rác rưới nè. Nhiều khi mình đổ nước lau nhà có những cái bụi bẩn á, nó sẽ kẹt ở trên á, kẹt ở trong cái cống á, nhiều khi hốt lên mệt lắm. Thì cái này là cái miếng á, mình dán lên, sau đó cái mình mới đầu mình lau sạch xong mình dán cái miếng này lên, rồi tất cả những cái dơ nó sẽ bám trên cái miếng này, rồi mình chỉ cần tháo cái miếng này mình đi quăng thôi, mình không cần phải vệ sinh cái nắp cống nữa, thì nó rất là tiện lợi các bạn. Thì tổng cộng là 30 miếng mà 45.000, thì có thể xài được tới, nếu mình tiết kiệm có thể xài được mấy tháng luôn các bạn. Thì mình thấy giá cả cũng rẻ mà tiện, cứ mình rút ra nên mình đem đi bỏ thôi, không cần phải rửa nắp cống gì nữa, nên mình thấy cũng rất tiện gần Tết rồi các bạn. Đó, khỏe chỗ đó, đó. Rồi thứ hai nữa là cái chảo, mình thấy người ta chiên trứng cái chảo này dễ thương quá à, nên mình cũng mua về một cái. Cái này mình mua trên Sen Đỏ shop hạt dẻ 123 ở thành phố Hồ Chí Minh đó, chỉ có 49.000 các bạn. Là cái chảo các bạn. Cái chảo mà nó có hình trái tim, hình con thỏ này nọ đó, mình thấy quá quá cute tè cho nên mua về để mà xài. Về đây mua về để xài. Rồi mình định quay một cái clip nó nói về con LG V20 của mình đó, sau một thời gian xài thì nó có những cái khuyết điểm như thế nào, những mặt hạn chế thế nào các bạn, và cái mặt ưu điểm của nó như thế nào. Thì mình thấy ở trên mạng á, một số bạn quay á, clip á, toàn là mặt đó, cái chảo này các bạn. Đó, đó là hình là thú trong này nè, dễ thương lắm. Rồi, rồi bỏ qua một bên nha. Đó, bạn cứ mua đi, về mình chiên trứng hay chiên gì đó cho người ấy á. Đó, nhiều khi mời người ta ăn cái món gì đó dễ ợt cái gì, chiên hình trái tim lên nó có ngu nữa nó cũng hiểu mà. Đây là Lazada, người gửi là Habico nha các bạn, ở Hồ Chí Minh. Bút 1.000 à. Ở đây. Rồi. Đây mình đập hộp thời gian rồi cũng chưa đập hộp các bạn. Clip dài thì nó có cái hay của clip dài, mà clip ngắn thì nó cũng có cái hay của clip ngắn. Nói chung
clip nào khi làm thì nó cũng có một cái mặt tốt và cũng có cái mặt hạn chế các bạn. Mặt tốt có nghĩa là khi mà mình làm quay clip thì có một số bạn chú trọng vào đầu tư vào cái khâu hình ảnh thì hoặc là khâu âm thanh á, còn một số bạn thì nói là cái khâu mà giống như là đó, cho nên mình thì lại thích nói chuyện hơn. Đó, đây phải nhìn nha, ha ha, siêu dễ thương. Xích ra, xích ra, xích qua. Trời ơi, cái bàn nhỏ chiếu mà bạn không biết mình làm sao, cũng một ngày nào đó mình sẽ được cái bàn bự cho bãi lửa em mới hài lòng quá. Đồ để thấy ghê không nè. Đây gương heo, gương heo hay đó các bạn. Đây mình mở cho các bạn coi gương heo nha. Gương hình con heo với mấy gương heo em gọi chung luôn. Cái này nó vừa có quạt, có đèn, có gương luôn các bạn. Đây trên đầu con heo này á thì nó có một cái trống trống mới thể bật lên quạt, rồi ở trong á thì nó là cái gương đó, gương heo, mình gọi là gương heo. Đây có biết cái quạt à, và quạt bấm đây nè các bạn. Ồ đèn, đây là đèn, trong gương heo có đèn nè. Rồi tắt đèn, ô là tắt đèn là bật quạt luôn các bạn. À, chỉ có nút sau là tắt đèn bật quạt. Ồ mát lắm các bạn, đó mát vô nè. Ồ mát quá, rồi tắt quạt rất tiện lợi. Đây đó có cái gương heo nè các bạn, thấy không, có cái gương heo, à có cái gương chứ, mặt con heo. Đây xong rồi rất là dễ thương bạn, 40.000 à các bạn, thấy các bạn tậu đi, dễ, rất là dễ sử dụng mà nam nữ đều xài được nha. Thì cái hộp kế tiếp nữa là 79.000 ở thị trường Sĩ Anh Lai, mình mua trên Sen Đỏ nha. Đây thì mình cũng có nhà nên nhiều khi người trong nhà mình nhận hàng phải ký tên đó các bạn, ký tên giùm mình á, mình cũng biết làm sao. Cái có một lần thì mình cũng ở nhà mình nhận hàng á thì cái người shipper nó dạo này mất dữ quá, cho nên bắt buộc phải ký tên nhận thay á, rồi họ chụp hình lại tùm lum á. Cái gì đây, à cái đèn này hay đó các bạn, cái đèn này tự động. Cái chuôi đèn này là chuôi đèn bình thường, chuôi đèn E27 các bạn cứ gắn vô cái chuôi đèn. Còn ở đây nó có cái chuôi E27 nữa để mình gắn cái bóng đèn. Ở đây là cái remote bật tắt đèn bằng remote các bạn. 79.000 rất tiện lợi các bạn. Ví dụ trong nhà mình về cái mình cầm remote, mình treo gần cửa mình bật cái là đèn nó hiện lên. Công tắc thì cũng tiện, nhưng mà nhiều khi mình xài remote á. Hoặc là mình ngồi đâu mình khỏi phải đứng dậy để đi tới chỗ công tắc, mà mình chỉ cần cầm remote mình bấm thôi. Tiện lợi.